Hành trình tìm quốc tổ của dân tộc Việt phần 2, Đại Việt sử ký toàn thư và câu chuyện họ Hồng Bàng. AZ khám phá xin chào các bạn. Trong phần trước của series Hành trình tìm quốc tổ của dân tộc Việt, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về bộ chính sử đầu tiên của nước ta là Đại Việt sử ký và lý do tại sao sử gia đời Trần lại chọn hình tượng Chiêu Đà làm quốc tổ của Đại Việt. Nhưng tại sao lại có vua Hùng và ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 hàng năm của chúng ta ngày nay? Trong video này, AZ sẽ cùng các bạn khám phá nguồn gốc của câu chuyện Hồng Bàng Thị, các vua Hùng và lý giải tại sao Phú Thọ lại được suy tôn là đất tổ của đất nước ta. Ai là người đã đề xướng quan điểm này và quá trình phát triển của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương diễn ra như thế nào? Điều thú vị này chắc chắn 90% người Việt chưa từng được biết tới. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Let's go! Phần 1. Sự tàn phá của Giặc Minh và khởi nghĩa Lam Sơn đã sinh ra một thời đại mới của lịch sử. 1. Bắc Thuộc lần thứ 4, thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử Việt Nam. Nước Đại Việt phát triển lên đến đỉnh cao với văn minh Lý Trần kéo dài gần 400 năm thì vấp phải một cuộc khủng hoảng cuối thế kỷ 14 với sự suy thoái không thể cứu vãn của nhà Trần. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly thất bại và Vương Triều Hồ chỉ tồn tại 7 năm ngắn ngủi thì sụp đổ dưới gót giày của quân Minh. Nước ta bị sáp nhập vào Trung Quốc. Đây chính là thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ 4, 20 năm thuộc Minh, đen tối nhất trong lịch sử dân tộc. Chính sách cai trị của nhà Minh rất tàn bạo, chúng bóc lột dân ta vô cùng nặng nề. Nhưng thật độc nhất là chính sách hủy diệt nền văn hóa Lý Trần của Minh Thành Tổ. Đại Việt từ khi chính thức độc lập vào thế kỷ thứ 10, trải qua gần 500 năm đã lớn mạnh nhanh chóng, giữ vững bờ cõi, mở rộng về phía nam, tất cả các mặt đều phát triển mạnh mẽ, nhất là văn hóa đã trở thành quốc hồn, quốc túy và có nhiều nét riêng biệt so với phương Bắc. Như AZ đã trình bày ở phần 1 thì các vua Trần đã có được vị thế vững chắc và độc lập toàn diện từ văn hóa đến chính trị trước các triều đại ở Trung Nguyên. Điều này phần nào khiến cho triều đình Bắc Kinh tức giận và khi chiếm được nước ta thì việc thủ tiêu nền văn hóa của người Việt là ưu tiên hàng đầu của Chu Đệ tức Minh Thành Tổ. Chính quyền đô hộ đã thực hiện một loạt các hoạt động phá hoại có hệ thống nhằm xóa bỏ nền văn hiến Lý Trần rực rỡ một thời của nước ta. Tất cả các sách vở, tài liệu, văn bia của Đại Việt đều bị nhà Minh tiêu hủy hoặc đem về Trung Quốc. Trong đó, bộ chính sử đầu tiên của nước ta, Đại Việt sử ký, biên soạn năm 1272 cũng bị quân Minh cướp đi, cùng nhiều tác phẩm quý giá khác. Đây là những tổn thất nghiêm trọng không thể nào đo đếm được về văn hóa đối với nước ta. 20 năm Minh thuộc tuy ngắn ngủi, nhưng mức độ tàn bạo của Chu Đệ đã khiến cho nền văn minh Lý Trần gần 400 năm vất vả tạo dựng bị xóa sổ hoàn toàn. 2. Khởi nghĩa Lam Sơn và sự ra đời của nhà Hậu Lê. Năm 1418, Lê Lợi, một địa chủ hào mục lớn ở miền Lam Sơn, Tây Thanh Hóa, phất cờ khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ của nhà Minh. Ban đầu, lực lượng nòng cốt tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là các đội nghĩa quân nhỏ hoạt động rải rác ở miền núi Thanh Nghệ và các dân tộc thiểu số người Mường, Thái, Thổ. Sau khi làm chủ được giải đất từ phía nam dãy Tam Điệp đến đèo Hải Vân, quân Lam Sơn lớn mạnh và đã bắc tiến ra vùng đồng bằng sông Hồng vào năm 1425. Đến tháng 11 năm 1426, với chiến thắng tốt động chúc động, đội quân của Chủ tướng Lê Lợi đã giành được ưu thế áp đảo trước quân Minh và thu hút rất nhiều nho sĩ trí thức quý tộc cũ ở Trung Châu gia nhập vào hàng ngũ nghĩa quân. Phong trào đấu tranh giành độc lập lan ra toàn quốc và kết thúc thắng lợi bằng Hội thề Đông Quan năm 1427. Quân Minh buộc phải rút về nước nên độc lập của quốc gia được khôi phục hoàn toàn. Tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua và một triều đại mới được thành lập, nhà Hậu Lê. 3. Triều Hậu Lê giải quyết tính chính thống của vương quyền và sự ra đời của Đại Việt sử ký toàn thư. Triều Hậu Lê do Thái Tổ Lê Lợi sáng lập không những là triều đại tồn tại lâu nhất lịch sử Việt Nam, tồn tại 355 năm mà còn là một triều đại đặc biệt và nhiều biến động nhất lịch sử dân tộc. Kể từ đây, các lực lượng chính trị có xuất thân từ Bắc Trung Bộ thay thế các lực lượng phát tích ở đồng bằng sông Hồng trên vũ đài chính trị và nắm quyền chi phối quốc gia cho đến hết thời quân chủ. Khu vực Bắc Trung Bộ vốn đang ngăn cách với đồng bằng Trung Châu bằng giao cản tự nhiên, dãy Tam Điệp hùng vĩ nên từ thời Bắc Thuộc đã là một không gian địa lý, văn hóa tương đối tách biệt với châu thổ sông Hồng. Thời Lý Trần gọi Bắc Bộ là Kinh Lộ và phần đất phía nam dãy Tam Điệp là Trại. Đời Trần Thái Tông cho tổ chức hai khoa thi riêng lấy Kinh Trạng Nguyên và Trại Trạng Nguyên. Như vậy, để thấy sự khác biệt về văn hóa vùng miền là tương đối rõ nét, AZ đã gửi đến quý khán giả trong phần 4 của lời nguyền Địa lý Việt Nam. Bên cạnh đó, Lê Thái Tổ và đại đa số các công thần khai quốc triều Hậu Lê có xuất thân là người miền núi Thanh Nghệ, rất nhiều tướng lĩnh thân tín, thậm chí là bản thân Lê Lợi cũng có gốc gác liên quan đến người Mường ở huyện Thọ Xuân. Lam Sơn thực lục chép rằng, trước khi khởi nghĩa, ông là Phụ Đạo Khả Lam, một chức quan đứng đầu ở miền núi, gồm nhiều dân tộc thiểu số. Như vậy, gốc gác của nhà Hậu Lê đã có điểm độc đáo khi họ chính là đại diện cho lực lượng chính trị mới từ Nam tiến ra Bắc làm chủ quốc gia. Do vậy,
Với gốc gác liên quan đến dân tộc Mường ở xứ Chạy thì triều Hậu Lê gặp phải không ít vấn đề liên quan đến công tác tổ chức nhân sự và quan trọng nhất là việc tuyên truyền, tạo tính chính danh, thu phục nhân tâm cho chính quyền mới ở vùng đồng bằng trung tâm vốn đa số là người Kinh. Vấn đề tâm lý phân biệt nảy sinh đã được chính sử chép lại. Trước đây, quân lính ở thành Tam Giang theo sự điều động của quân tổng binh nhà Minh đi đánh vua ở Thanh Hóa, bị thua trở về, có tên lính buông lời khinh miệt vua Lê Lợi, chỉ huy sứ Lưu Thanh của quân Minh mắng nó: "Thằng man vô lễ, ông ấy sẽ là vua của chúng mày đấy." Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ nhìn thấy sự bất đồng của nhóm Kinh Nộ và khối người Mường Trại và đã có những động thái cả mềm dẻo lẫn mạnh tay để tăng cường tính chính danh cho chính quyền, thống nhất quốc gia và gia tăng tính tập quyền trung ương. Các âm mưu phản loạn của Phạm Văn Xảo và Đèo Cát Hãn bị dẹp tan. Trần Nguyên Hãn có lời oán hận nhà vua, nghi ngờ tham nhũng, có mưu đồ riêng cũng bị bức tử. Nhà Lê bước đầu ổn định được tình hình và sau 2 đến 3 đời vua tiếp theo thì vấn đề Mường Việt, Kinh Trại mới được xử lý một cách dần dần và hiệu quả. Đến khi Lê Thánh Tông lên ngôi để xác lập hoàn toàn tính chính thống của triều đại, cũng là để làm một bộ sử mới thay thế cho bộ Đại Việt Sử Ký đã thất lạc. Năm 1479, vua sai sử quan Ngô Sĩ Liên biên soạn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bộ chính sử đồ sộ nhất còn lại cho đến ngày nay, gồm 15 quyển, bắt đầu từ Hồng Bàng Thị đến Loạn 12 Sứ Quân 5 quyển, gọi là Ngoại Kỷ, từ Đinh Tiên Hoàng đến Lê Thái Tổ 10 quyển, gọi là Bản Kỷ. Phần 2, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sự ra đời của hình tượng Hùng Vương, họ Hồng Bàng và dũng ý của triều Hậu Lê. 1. Sự ra đời của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. So với Đại Việt Sử Ký của nhà Trần, Ngô Sĩ Liên thừa lệnh vua Lê Thánh Tông đã chọn mốc bắt đầu lịch sử của Đại Việt về xa hơn tới 2.600 năm, gồm 18 đời vua Hùng và An Dương Vương với quốc tổ là họ Hồng Bàng và Kinh Dương Vương. Mục đích biên soạn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của nhà Lê nhằm thực hiện hai phương châm tuyên truyền: 1. Đặt Đại Việt ngang hàng, thậm chí là hơn Trung Quốc từ nguồn gốc đến quá trình phát triển. 2. Củng cố tinh thần đoàn kết Kinh Trại, Mường Việt đều chung một nhà, Kinh là mẹ, Trại là cha. Để thực hiện ý muốn này, Ngô Sĩ Liên đã biên tập nội dung các truyền thuyết hình thành từ cuối thời Trần trở về trước, lựa chỗ nọ, bỏ chỗ kia, thêm thắt các tình tiết để hợp thức hóa vào quốc sử. Nguồn tư liệu chính mà sử quan nhà Lê dùng là các tác phẩm như Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Linh Tập, hai tác phẩm khuyết danh đời Lý Trần, Sưu Thần Ký, truyện thần thoại Trung Quốc đời Tấn. Riêng một số truyện như Bọc Trăm Trứng thì lấy ý tưởng truyện đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường và biên soạn thêm các khái niệm nho giáo vào nhằm cho truyện trở nên có màu sắc vương quyền phụ hệ hơn. 2. Sự ra đời quốc tổ Hồng Bàng Thị, Kinh Dương Vương. Khi xác định Kinh Dương Vương và họ Hồng Bàng là quốc tổ của dân tộc và mốc khai quốc của Đại Việt là năm 2879 trước công nguyên, niên đại tương đương với các nền văn minh cổ nhất của loài người như Lưỡng Hà, Ai Cập sớm hơn văn minh Trung Quốc tới hơn 600 năm. Ngô Sĩ Liên đã dựa vào chuyện dân gian, đời Đường Liễu Nghị, chuyện có chỉnh sửa để cho câu chuyện có màu sắc nho giáo hơn. Theo đó, Kinh Dương Vương, tổ tiên của Bách Việt, tên Húy Lộc Tục là song dõi thần nông, con thứ của Đế Minh, em cùng cha khác mẹ với Đế Nghi. Sau Đế Minh muốn truyền ngôi cho Lộc Tục làm chủ Trung Nguyên, nhưng Lộc Tục nghĩ mình là em nên kính trọng anh trưởng mà nhún nhường không nhận. Vậy nên sau Đế Minh lấy sông Trường Giang làm mốc giới, chia đôi thiên hạ cho Đế Nghi làm vua phương Bắc tức Trung Nguyên và Lộc Tục làm vua phương Nam tức đất Bách Việt, gốc tích của Đại Việt sau này. Đồng thời lập lời thề hai anh em ai giữ nước ấy không được xâm phạm nhau. Lộc Tục làm vua, xưng hiệu Kinh Dương Vương và đặt tên nước là Xích Quỷ. Sau Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Hồ Quân còn có tên là Thần Long, là Long nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, một nàng tiên ở phương Bắc, sinh một bọc trăm người con. Sau viện cớ thủy hỏa tương khắc, khó ở lâu với nhau được, nay phải chia tay, bèn chia con đem 50 trai về thủy phủ chia trị các xứ. Nàng đưa 50 trai về ở trên đất chia nước mà trị, lên núi xuống bể hữu sự báo cho nhỏ biết, đừng quên, trong con vâng lời. Sau đó từ biệt mà đi, Âu Cơ và 50 con về ở đất Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc, Phú Thọ. Người con cả theo mẹ được Lạc Long Quân chiếu lệnh cho lên làm vua, hiệu là Hùng Vương. Đối với tên hiệu Hùng Vương, có thể thấy trong quá trình biên tập sử quan nhà Lê có tham khảo các tài liệu của Trung Quốc như Giao Châu, Ngoại Vực Ký, Thủy Kinh Chú. Tuy nhiên, giữa các tư liệu này có sự sai biệt về tên gọi Hùng Vương hay Lạc Vương. Điều này có thể lý giải là do sự nhầm lẫn khi hai chữ Hán, Lạc và Hùng có mặt chữ tương đối giống nhau, nên sử gia khi khảo cứu dễ bị nhầm lẫn. Phần 3. Ý nghĩa của những tình tiết khéo léo được lồng ghép trong câu chuyện Hồng Bàng Thị. 1. Đại Việt ngang hàng với Đại Minh, người Việt xuất thân cao quý hơn người Hoa Hạ. Như vậy chúng ta thấy rằng chuyện Hồng Bàng Thị
và Quốc Tổ Hùng Vương là sản phẩm tuyên truyền cho tính chính danh của vương triều Hậu Lê và củng cố tính đoàn kết kinh trại Việt Mường dưới sự lãnh đạo của Lê Thánh Tông. Từ những chuyện thần thoại, sự tích dân gian và các nguồn tư liệu của Trung Quốc, Ngô Sĩ Liên đã biên tập lại, đưa vào đó các khái niệm của Nho giáo như tinh thần trọng trưởng, em nhường ngôi cho anh cả, Kinh Dương Vương nhường ngôi vua Trung Nguyên cho anh là Đế Nghi, nước Xích Quỷ khởi thủy Bách Việt thành lập trước cả nền văn minh Trung Hoa, ngụ ý chỉ tổ tiên người Việt có trước người Hoa Hạ, nhưng vì là con vợ thứ nên làm em và người em này có đức độ lớn hơn anh ở Trung Nguyên, được cha yêu thương hơn nhưng vẫn khiêm tốn kính trọng anh cả. Qua chi tiết này, sử gia nhà Lê đã thể hiện ý đồ Đại Việt ngang hàng, thậm chí là hơn cả Trung Nguyên về xuất thân cao quý. 2. Câu chuyện bọc trăm trứng. Chuyện bọc trăm trứng vốn xuất phát từ chuyện dân gian đẻ đất đẻ nước của người Mường. Nhiều khảo cứu cho rằng nguyên bản câu chuyện được lưu truyền trong cộng đồng người Mường ở Thanh Sơn Phú Thọ, được Ngô Sĩ Liên sưu tập lại và biên soạn theo nhãn quan nho giáo của ông. Theo đó, Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, nở ra trăm con trai, sau đó từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền biển phía Nam, nguyên văn chép là Nam Hải. Như vậy, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì 100 người con trai chia nhóm theo kiểu người miền núi phía Bắc, người miền biển phía Nam. Dụng ý ở đây rất rõ ràng, 50 con trai theo cha về Nam Hải là miền đất phía Nam của xứ sở mà Hùng Vương trị vì, đất Kinh. Nó tương ứng với vùng Thanh Nghệ, tức đất trại, tức là khu vực trại, chính là nơi cha Lạc Long Quân về ngự. Đất Kinh chính là xứ sở của mẹ Âu Cơ, cha trại, mẹ Kinh, cho nên cả nước vốn là một nhà, rất phù hợp với tư tưởng gia thiên hạ của Nho giáo. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư khi kể lại câu chuyện Lạc Long Quân, Âu Cơ đã khéo léo lồng ghép chi tiết nhằm tôn vương quyền Hậu Lê. Đó là Hùng Vương do cha Lạc Long Quân, tức thủ lĩnh của nhóm đi về phía Nam, ban lệnh cho nối ngôi vua, khác với nguyên mẫu trong lĩnh Nam Trích Quái là vua Hùng do anh em đi theo mẹ lên núi bầu chọn lên. 3. Ý đồ của sử gia Hậu Lê khi chọn hình tượng Quốc Tổ Hùng Vương. Nhà Lê xuất thân Lam Sơn Thanh Hóa, vốn là dân trại, dân Mường. Qua việc biên tập lại chuyện truyền thuyết và hợp thức hóa vào chính sử, triều đình nhà Lê đã kiến tạo nên một tư tưởng rằng ngôi vua nước Việt vốn là xưa kia tổ tiên người trại Mường trao cho tổ tiên người Kinh, nay người trại lên làm vua cũng là thuận theo ý trời, vật về chủ cũ. Vậy là câu chuyện Hồng Mang Thị và Quốc Tổ Hùng Vương đã được biên tập hoàn chỉnh và từ huyền thoại đi vào chính sử. Sau này triều Nguyễn cũng kế thừa tư tưởng đó và còn phát triển thêm, bởi họ Nguyễn Phúc cũng xuất thân từ đất trại Thanh Hóa, cũng từ phía Nam đánh ra Bắc thống nhất quốc gia và rất gần thu phục nhân tâm Bắc Hà, nên đã tiến thêm một bước đưa hình tượng Hùng Vương từ hội làng của nhân dân xã Hy Cương, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thành một ngày lễ quốc gia từ năm Khải Định, nguyên niên 1917, định lệ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ tổ từ đó đến nay. 90 năm sau, ngày 20 tháng 4 năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch. Kể từ đây, ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày quốc lễ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của hình tượng Quốc Tổ Hùng Vương từ chính sử đến những câu chuyện huyền thoại. Đúng như Bác Hồ đã nói, dân ta phải biết sử ta, cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam. Nếu cảm thấy nội dung video hấp dẫn, quý vị đừng tiếc một like, một share cho kênh và hãy luôn đồng hành với những series lý thú sắp tới của chúng mình nhé. Chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 nhiều niềm vui và ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại.